nghệ sĩ tài linh ở Mỹ khóc nức nở khi hay tin nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời. Nhiều đồng nghiệp không nén được xúc động khi hay tin nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời trưa 5 tháng 3, đặc biệt là nghệ sĩ tài linh, bạn diễn ăn ý một thời với nam nghệ sĩ. Vũ Linh được khán giả ưu ái gọi là ông hoàng cải lương Hồ Quảng. Thập niên 90, Vũ Linh và Tài Linh kết hợp ăn ý trong nhiều vở cải lương, được nhớ đến nhiều nhất qua vở Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài và được mệnh danh là cặp đôi đắt sâu hàng đầu sân khấu lúc bấy giờ. Trao đổi với phóng viên Dân Trí, ca sĩ Quang Thành cho biết chính nghệ sĩ Tài Linh là người đã báo tin nghệ sĩ Vũ Linh qua đời cho anh biết. Chị Tài Linh gọi điện thoại cho tôi, khóc rất nhiều. Những năm qua, khi sức khỏe anh Vũ Linh yếu thì những cuộc điện thoại của tôi và chị cũng nhắc nhiều về anh. Tài Linh nói thương anh Vũ Linh mà không biết phải làm sao, chỉ nhắc anh giữ gìn sức khỏe chứ không biết làm gì hơn. Anh Vũ Linh cũng mong muốn có thể hội ngộ chị Tài Linh để cùng nhau hát. Cả hai thường xuyên nói chuyện với nhau, rất thân thiết. Khi anh Vũ Linh mất, gia đình anh ấy cũng báo tin cho chị Tài Linh, rồi chị ấy mới gọi điện báo cho tôi hay, Quang Thành kể lại. Anh cũng cho biết nghệ sĩ Tài Linh nói với anh rằng cô sẽ về Việt Nam trong tháng 3 năm nay, tuy nhiên do bận việc gia đình nên không thể về được. Giờ đây, khi nghe tin anh Vũ Linh mất thì sức khỏe chị lại ảnh hưởng, có thể lại càng không về được, anh bộc bạch. Những lần về nước, Tài Linh luôn đi thăm đàn anh. Chị cầu xin Vũ Linh ngừng hút thuốc, thức khuya, vì không tốt cho sức khỏe. Dù vậy, chị nể sợ, không can thiệp vào thú vui đồng nghiệp. Trong năm 2022, nghệ sĩ Vũ Linh nhiều lần ra vào bệnh viện. Chính vì thế dù lo lắng nhưng nhiều anh em đồng nghiệp vẫn mong rằng lần vào viện này cũng sẽ như những lần trước. Sức khỏe nam nghệ sĩ sẽ tiến triển hơn rồi lại được về nhà. Nghệ sĩ Ngọc Huyền ở Mỹ khi hay tin cũng tức tốc trở về nhìn mặt đàn anh lần cuối. Chị chia sẻ ảnh kỷ niệm với Vũ Linh và viết: "Hình đẹp của anh em tôi đây. Xã hội hay tuồng cổ vẫn đáng yêu như vậy. Anh yêu ơi, em đang về bên anh đây." Nhiều năm qua mỗi lần trở về Việt Nam, Ngọc Huyền đều dành thời gian sang nhà thăm đàn anh thân thiết. Nghệ sĩ Thoại Mỹ nghẹn ngào, tiếng nói xen lẫn tiếng nấc khi trò chuyện với phóng viên Dân Trí. Thoại Mỹ nói: "Tôi đang có việc, chưa về đến thành phố Hồ Chí Minh. Dù không bên cạnh, nhưng từ sáng đến giờ tôi vẫn theo dõi tin tức và nghe tin anh mất trưa nay. Thời gian qua, sức khỏe của anh Vũ Linh cũng yếu, người nhà túc trực chăm sóc. Những ngày cuối đời của anh, các nghệ sĩ cũng thay phiên ở bên cạnh." Nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ nghẹn ngào chia sẻ. Suốt cuộc trò chuyện với phóng viên, Thoại Mỹ không ngừng khóc. Trên Facebook cá nhân, cô cũng cho biết lòng rối bời vì vẫn còn nhiều điều muốn nói với nghệ sĩ Vũ Linh nhưng lại không thể nói hết ra.